Nhiều người thấy mong đầu tư cả 1 triệu đô cho văn phòng chỉ để đón tiếp khách ở Hạ Long, đầu tư 3 triệu đô để cổ phần nhà máy sản xuất. Họ đều nghĩ mong sinh ra từ vạch đích hay có một thế lực khủng nào đó đằng sau chống lưng. Nhưng thật ra mong đã từng nghèo tới nỗi người ta khinh ra mặt. Cách đây 10 năm, mong đi làm ở thành phố Hạ Long, thấy người ta đi xe hơi, ở nhà lầu. Mình thì làm lương 3 cọc 3 đồng, không đủ tiêu, nhếch nhác. Nhưng mình vẫn nhìn ngắm những chiếc xe đẹp, những ngôi nhà đẹp và ước mình sẽ có được những thứ đó. Nhưng bạn bè cùng trang lứa với mình thì họ không dám mơ, vì họ nghĩ rằng đó là ước mơ viển vông. Nhưng mong lại dám mơ và bây giờ mới thấm được, đó là luật hấp dẫn. Ngày hôm nay mong có tất cả, còn họ thì không. Đừng nghĩ rằng mình thấp kém, bản thân chúng ta đều là một phiên bản giới hạn mà Thượng Đế ban tặng. Khi đặt đúng vị trí, gặp đúng người, chúng ta sẽ tỏa sáng. Mong cảm ơn quá khứ khó khăn, méo mó đã biến mình trở thành một người mạnh mẽ, kiên cường đến như vậy. Nếu bạn làm mà chưa thành công là do bạn cố gắng chưa đủ. Cố lên nhé, cuộc sống này chưa từng phụ lòng ai, chỉ khi người đó thôi nỗ lực.